quý vị, Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn, một nhà văn hóa tiêu biểu mà cuộc đời và sự nghiệp thi ca gắn bó chặt chẽ với đời sống dân tộc và sự nghiệp cách mạng. Các sáng tác thơ và trước tác phê bình, tiểu luận trên nhiều phạm vi của ông có ảnh hưởng rộng rãi và có tác động tích cực đến đời sống văn học và văn hóa Việt Nam hiện đại. Luôn sống hết mình với thời đại, Chế Lan Viên chính là người thi sĩ hào hùng hàng đầu của một thời lịch sử. Hôm nay ngày 19 tháng 6, tưởng nhớ 32 năm ngày mất nhà thơ lớn của đất nước, mời quý vị cùng ngày này năm xưa tìm hiểu đôi nét về cuộc đời ông. Nhà thơ Chế Lan Viên, tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh năm 1920 tại Cam Lộ, Quảng Trị. Ông lớn lên và đi học ở Quy Nhơn, Bình Định. Ông bắt đầu làm thơ từ năm 12-13 tuổi. Năm 17 tuổi, với bút danh Chế Lan Viên, ông xuất bản tập thơ đầu tay Điêu Tàn. Từ đây, tên tuổi của ông vụt sáng trên thi đàn Việt Nam. Năm 1939, Chế Lan Viên ra học tại Hà Nội, sau vào Sài Gòn làm báo rồi ra Thanh Hóa dạy học. Cách mạng tháng 8 nổ ra, Chế Lan Viên tham gia phong trào cách mạng tại Bình Định, Thừa Thiên Huế, viết bài và làm biên tập cho các báo Quyết Thắng, Cứu Quốc và Kháng Chiến. Năm 1949, Chế Lan Viên vào Bình Trị Thiên công tác lần thứ nhất, vừa để góp sức củng cố các nhóm văn nghệ kháng chiến, vừa để thâm nhập thực tế. Trong chuyến công tác này, Chế Lan Viên được kết nạp đảng tại chiến khu Ba Lòng, ngay chính trên quê nhà Quảng Trị. Từ lúc gắn đời mình với cách mạng, với đảng, với đất nước và nhân dân, Chế Lan Viên cho ra đời đều đặn tập thơ gửi các anh ánh sáng và phù sa, hoa ngày thường và chim báo bão. Những bài thơ đánh giặc hoa trước lăng người, hoa trên và hàng trăm trang di cảo thơ. Bên cạnh đó, ông có các tác phẩm văn xuôi là Vàng Sao, Những Ngày Nổi Giận, Giờ Của Số Thành và các tác phẩm nghiên cứu phê bình văn học. Chính cách mạng đã tạo điều kiện để Chế Lan Viên phát huy tài năng, đóng góp với nền văn học dân tộc một khối lượng tác phẩm khá đồ sộ, gồm 15 tập thơ, 7 tác phẩm văn xuôi, 8 tập tiểu luận phê bình. Theo ánh sáng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nhà thơ Chế Lan Viên là một trong những thi sĩ của phong trào thơ mới, chuyển thơ từ sầu đau, điên cuồng, hư vô, siêu hình sang những vần thơ giàu tư tưởng sâu sắc, mới mẻ và khỏe mạnh. Nếu như trước 45 thì ông nghiêng về cái chủ nghĩa hư vô, những cái huyền ảo mơ mộng, thì từ khi cách mạng thì ông đã có một sự chuyển hướng trong nghệ thuật. Sau năm 1975, Chế Lan Viên vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 19 tháng 6 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh, thọ 69 tuổi. Con đường sáng tác của nhà thơ Chế Lan Viên kéo dài 54 năm. Ông luôn năng động trong tư duy, luôn nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nên qua từng giai đoạn, thơ Chế Lan Viên đồng hành với thi ca của dân tộc, đưa ông trở thành nhà thơ lớn của văn học Việt Nam hiện đại và là nhà văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Các cái diễn đàn về thơ ca khác ở Việt Nam và quốc tế, ông đều đăng đàn và để lại một cái dấu ấn hết sức sâu sắc. Ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật của nhà thơ Chế Lan Viên với đất nước và văn học nghệ thuật, nhà nước đã tặng ông Huân chương Độc lập hạng 2 vào năm 1988, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Tỉnh Quảng Trị đã dùng bút danh Chế Lan Viên của người con ưu tú Phan Ngọc Hoan để đặt tên cho một con đường ở thành phố Đông Hà và trường học ở huyện Cam Lộ.